Chào các bạn, chúc tất cả các bạn có những ngày nghỉ lễ thật là tuyệt vời nhé. Lúc này thì chúng ta sẽ gặp lại hai chị em sinh đôi các bạn, đây chính là Tuti và Ruti. Mặc dù sinh đôi nhưng mà hai chị em này sống ở hai nơi khác nhau các bạn. Tuti thì đến từ Barcelona, còn Ruti thì đến từ Edinburgh. Và hôm nay thì Ruti sẽ sử dụng cái ván trượt, đây chính là cái ván Queen of Hearts các bạn. Cái ván trượt đến từ cái bạn Update Las Vegas. Còn Ruti là người em các bạn, Ruti là người em. Ruti thì hôm nay Ruti sẽ sử dụng cái ván trượt đến từ cái bản update New York các bạn. Đó chính là cái ván trượt Uprock. Đây là một trong những cái ván trượt rất ít người yêu cầu luôn các bạn. Và hai nhân vật này chính là lời yêu cầu của một người bạn cũng rất là quen thuộc luôn các bạn. Đó chính là bạn Vũ Đức. Xin chào bạn Vũ Đức nhé. Và hôm nay thì mình sẽ đưa hai chị em sinh đôi Tuti và Ruti đến Tokyo các bạn. Lúc này thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá Tokyo và chúng ta sẽ thưởng thức cái nhạc nền mặc định luôn nha các bạn. Còn bây giờ tôi xin mời bạn Vũ Đức và những người bạn quen thuộc của kênh Sabo Gaming, chúng ta cùng nhau thưởng thức âm nhạc và khám phá Tokyo cùng với hai chị em sinh đôi nha các bạn. Rồi xuất phát thôi các bạn ơi. We'll be right back.
Thank you.